Ok, hello, xin chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay thì em Tiến sẽ chơi The Cloud Chúa Hề Béo, bao gồm những kỹ năng với lại trang bị sau. Đầu tiên chính là kỹ năng Eruption. Khi mà Killer đạp máy ấy, thì máy sẽ hiện aura màu vàng báo hiệu cho Killer biết bất cứ khi nào mà có một survival bị hạ gục ấy thì tất cả máy đó sẽ phát nổ và trừ đi 10% tiến trình sửa máy ngay lập tức. Bất kỳ survival nào đang sửa những máy đó thì sẽ hét lên và phải chịu hiệu ứng khóa tay, không thể sửa máy trong vòng 25 giây. Eruption sẽ hồi lại 30 giây mỗi khi mà chúng ta sử dụng. Kỹ năng này thì đã được tăng sức mạnh. Hồi trước là chỉ có 6% thôi, giờ tăng lên 10%. Hồi trước là 15 giây khóa tay, giờ tăng lên 25 giây. Kỹ năng thứ hai chính là Discordancy. Bất cứ khi nào mà có hai survival sửa máy chung nhau ấy thì sẽ có một tiếng động lớn phát ra. Máy sẽ hiện aura màu vàng báo hiệu cho Killer biết. Kỹ năng thứ ba chính là Pop Goes the Weasel. Sau khi mà treo một survival lên móc ấy thì perk này sẽ kích hoạt trong vòng 45 giây. Đạp máy sẽ trừ 20% tiến trình sửa máy ngay lập tức. Kỹ năng này thì đã bị giảm sức mạnh. Hồi trước là 25%, giờ chỉ còn 20% thôi. Kỹ năng thứ tư chính là Bamboozle. Killer sẽ bước qua cửa sổ nhanh hơn 15%. Khi mà bước qua cửa sổ thì sẽ kêu gọi giới entity khóa cửa sổ lại trong vòng 16 giây, không cho survival nhảy. Và Killer chỉ có thể chặn lại một cửa sổ duy nhất mỗi lần mà họ bước qua. Còn về phần trang bị thì tôi có một cái ngón tay màu đỏ. Tác dụng của nó là khi mà ném bình trúng survival ấy thì họ sẽ bị hiệu ứng đầu lâu, chém một nhát nằm luôn cho tới khi nào mà hành động say xỉn kết thúc. Giảm hai bình rượu của hề béo khi bắt đầu trận đấu. Còn cái trang bị thứ hai, một cái bình rượu rẻ tiền màu tím. Tác dụng của nó là khi bắt đầu trận đấu sẽ tăng thêm hai bình rượu cho hề béo. Tức nghĩa là chúng ta vẫn có thể mang 4 bình khi mà cầm đồ đỏ, nếu mà có thêm một cái add-on màu tím này. Còn về phần offering, tôi có một cái Mori. Tác dụng của nó là Killer có thể kết liễu survival khi mà họ mạng cuối. Ok, tất cả mọi thứ xong rồi anh em ơi. Bây giờ cùng chiến thôi nào, let's go. Family Residence, nơi ở của gia đình. À, anh sợ tiếp đổ máu. Dính bình rồi nhá. Đập ván vẫn kịp. Hên đấy. Thôi anh này có vẻ pro lắm. Đang có hai cháu sửa máy cuối map này. Ai đây, ai đây? À, anh sợ tiếp cute. Chặn người. Dính bình. Một nhát nằm luôn. Lên móc. Bây giờ lấy pop đạp máy. Kích hoạt Eruption. Ôi, sờ tiếp này. Đâu ra gặp nó vậy? Ui, vẫn sập ván kịp luôn. Ác. Ghê đấy. Chạy vào nhà luôn. Mê cung à? Ôi, ông già này. Thôi qua gì ông già đi. Không chơi đường hầm nhá. Bình hồng nè. Bye bye. Chó đĩ già lên móc cái. Ô, anh sơ tiếp. Sắp sửa xong máy. Bỏ máy luôn. Đúng rồi anh ơi. Bỏ của chạy lấy người đi. Mạng sống là quan trọng nhất. Mận đang chạy hết tốc lực. Lại có pallet ở kia rồi. Hên quá, nó vẫn sập kịp này. Thằng này hên hai lần luôn ấy. Cay thế nhở. Nếu bạn muốn chơi, tôi chơi tới cùng, ok. Hên hên được hai lần thôi. Lại vào thế chết rồi. Quay ngược lại. À, chạy rời khu à. Toàn sập ván không sập, chạy rời khu. Chị kết, chị kết. Tôi còn mỗi hai bình thôi. Không biết là bây giờ có dí nổi nó hay không ấy. Còn đúng một bình duy nhất thôi này. Đúng một bình thuốc duy nhất. Ủa, con này đâu rồi?
Dấu chân thì vẫn... Ôi... Chị này chạy hách não. Chạy lòng vòng làm tôi lú luôn. Được đấy. Ây da. Đừng có hụt please. Ôi, né luôn rồi. Con đĩ này lụa quá. Thôi bỏ đi. Đang có hai cháu sửa máy. Lại là hai cháu sửa tiếp. Ôi, chúng bình luôn kìa. Ghê thiệt. Mấy pha ném chơi chơi lại chúng cơ. Mấy pha mà tập trung thì lại hụt. Không thể hiểu được. Cái thằng này biết ta là hề bình đỏ rồi vẫn còn nhây được. Quay về sửa máy mới sợ chứ. Đoạn nãy hơi lag tí. Ma máy nó giật trúng vào cái đầu mày. Giờ có rời cứu nha. Ông già cứu. Ông già ăn bình rô đầu tiếp. Bị làm chậm. Thằng kia tính đập phá là mày. Có Bodo Tham từ nội tại. Chéo móc xong có Bodo Tham miễn phí nhá. Làm cái bình vàng đi. Chạy cho nhanh. Bình vàng là tăng tốc độ di chuyển nha. Dấu chân của ai đó. Đang cứu. Anh sờ tiếp. Đang móc cố rồi vẫn ra cứu được. Thôi thì em Mori anh luôn. Mori. Không. Đang có ai sửa máy cuối map. Anh sửa tiếp đồ máu đúng không? Em biết ngay mà. Hết ván rồi anh trai ơi. Khóa cả cửa sổ luôn khỏi nhảy. Đạp máy. Thôi đang tính đạp máy nhưng mà đợi cái pop đi. Trừ 20% tiến trình sửa máy cho nhiều. Con Kết cứu đúng không? À đây chị Kết. Định dô nhà không được đâu. Ai cho chị dô nhà vậy? Ai cho, ai cho? Lên mọc. Nhưng đang có ai về cuối map. À ông già. Ông già với lại con Kết. Nãy là vừa cứu nhau xong. Mà công nhận là cái bug eruption nổ máy kinh thật. Bây giờ vẫn còn 3 máy luôn mà. Cứ hạ gục người nhanh xong rồi nó nổ liên tục luôn ấy. Ác thật. Chiến lắm cơ chứ. Ôi chạy rời khu luôn. Biết tôi mải nó là chạy rời khu luôn. Được đấy. Gây á. Tần to 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 tần. Con này bây giờ mới móc 2 thôi. Tôi để Mori 4 đứa luôn. Đâm mà. Đâm bị giảm sức mạnh rồi cưng ơi. Giờ choáng 3 giây thôi. Không tới kịp ván. A hu hu. A hu hu. Ơ tính đập ván anh ơi. Bóp. Ông già này. Ông già long nhong cho chết luôn. Dính bình làm chậm. Không chạy qua ván được. Mori. Xin nhẹ ngón tay.
Đang tìm hai đứa mãi chưa thấy á. Vừa nói xong thấy thằng sơ tiếp luôn kìa. Sơ tiếp ơi, chạy đi đâu nữa? Thằng này đầu hàng số phận luôn rồi. Kiểu biết mình không chạy được nữa, ra góc map mà không có ván, không cửa sổ. Đang kiếm một con kết này, giấu chân kìa. Đây rồi, đây rồi. Bây giờ tập trung không mải nói nữa. Không tí chị kết lại chạy rời khu mất tiêu. Trốn tụ. Úi. Tính hét on tao à, không được nha. Con này tính nhảy tủ choáng tôi mới sợ chứ. Dám nhảy tủ choáng đại ca này, xong cười hả hê đúng không? Xin nhẹ ngón tay. Anh Steve. Măm măm. Nhoam nhoam. Măm măm. Quán rượu chết chóc. Dead Door Silence. Đang có mấy cháu sửa máy chung nhau. Thấy con kết rồi nhá. Ôi dồi ôi, ba đứa sửa máy luôn ạ. Con kia dính bình rồi. Nhưng mà chạy xa quá. Quá ván luôn. Ôi chém cho một cái này. Chạy rời khu luôn đi. Treo cửa sổ. Chắc chắn là lên tầng 2 luôn. Ôi, đâm đầu vô tường à. Ôi. Lên móc. Đạp máy đã. Kích hoạt bug eruption. Hạ gục survival là tí nữa máy nổ. Hai đứa đang hồi máu ở đây à? Xong chị cảnh sát luôn rồi. Rồi cứu chị luôn. Con Jaren đang sửa máy. Được, từ đổi bình đã. Bình hồng mới đúng. Ôi. Có nhảy ván chạy nhanh luôn. Úi dồi ôi, rơi flat. Trúng bình rồi nha. Nhưng mà nó bỏ xa tôi mất luôn rồi ấy. Giờ phải lắc lại bình đây, hết bình rồi. Trèo xuống luôn. Rồi vào đúng góc tường. Giờ ai cứu mày đây, 360 á. Hống được đâu. Dính bình. Năm. Lên móc. Làm cái bình vàng đi. Tăng tốc độ di chuyển. Tôi nghĩ là đang có ai sửa máy giữa map ấy. Thấy con kết luôn này. Từ từ đã. Bây giờ lấy pop đạp máy. Đây có hai đứa luôn à. Một thằng chạy lên trên nữa kìa. Lên cầu thang luôn à. Lên trên tầng à. Đố bạn thoát được tôi luôn đấy. Nhảy xuống. Nhảy xuống là nhảy đúng không? Đúng vào cái khe này. Vào khe này khỏi né. Lại là cô cảnh sát tiếp à. Cô cảnh sát tí hon à. Lại vào khe tiếp rồi. Con này với con kết giống nhau vậy. Lên móc. Ai đủ da đen. Đang bị thương vẫn chảy cối sửa máy. Tan ta đan ta đan. Con này móc cuối rồi nha. Có hiệu ứng Borrow Time từ nội tại. Con này có cái bug mà Observe Record ấy. Borrow Time sau khi cứu từ móc xuống là được 80 giây luôn. Tôi đuổi nãy giờ vẫn còn mà. Trèo xuống. Cô gái đầu tiên ăn Mori. Đang có ai ra ngắm hiện trường vậy? Con kết nhá. Mày không lo chạy đi. Đây giờ tao qua tao dí mày luôn này kết ơi. Mày đâu rồi? Thấy rồi nhá.
Hề bình đỏ đấy, không phải đùa đâu. Ăn cái bình vô đầu, đập phá. Hay lắm, hay lắm. Vẫn đang chạy xung quanh. Dính bình luôn, chém. Đang hồi máu cho nhau à? Đây con này đi. Con này nãy mới móc 2 thôi. Đấy, mới móc 2 thôi mà. Tôi là định để là Mori 4 thằng luôn. Hình như con kia chạy quay lại cứu hay sao ấy. Con kết áo sọc ạ. Đây rồi. Làm một cái là hai chị em luôn. Hai đứa đều móc cuối luôn chứ. Ngon. Chết mày. Mori. Con kia. Mày không chạy đi. Lại còn click đèn pin nữa à. Tạo thêm ánh đèn sân khấu. Con này chắc là học trường sân khấu điện ảnh à, đúng không? Người ta đang chết còn quay phim được. Mày gan á. Giờ đến lượt mày bị Mori đấy kết rồi. Chạy đi đâu con sâu ơi. Chỉ là vấn đề thời gian thôi. Có làm gì thì cũng vậy. Xung quanh đây là toàn những cái pallet yếu thôi. Toàn những ván yếu không à. Bị làm chậm. Nằm. Toàn những cái ván ngắn tí. Làm sao mà nhây được. Con da đen đang sửa máy trên tầng nha. Mày có trốn không đây? Dấu chân vẫn còn kìa. Ôi sợ quá thoát trận luôn. Con này sợ bị Mori ạ. Thoát trận luôn trời ơi. Thế là chỉ còn chị Kết thôi. Mori. Toàn. Cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian theo dõi video. Nếu anh em thấy hay thì hãy like, đăng ký kênh, chia sẻ, ủng hộ tôi nhé. Cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Xin chào, hẹn gặp lại trong những clip sau. Bye bye.